Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Mà quý có thể tiếp tục gọi vào đài qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello. Hello, chúng tôi nghe đây. Quý vị gọi lại, xin lỗi, tại vì chờ lâu quá, nhiều người hang up. Quý gọi lại qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, thì tôi sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Trong lúc mà chờ quý vị gọi vào thì chúng tôi có cần nói về vấn đề về cái 401k là một cái hình thức. Hello. Sorry. Hello, chúng tôi nghe đây. Hello, dạ chúng tôi con hỏi thăm một vấn đề là con qua Mỹ được 2 tháng mà con có bầu được 1 tháng rưỡi. Mà con xin Medicaid của chính phủ á, thì như vậy chồng con làm hãng nó có cần mua bảo hiểm cho con nữa. Chồng em làm ở hãng, em xin mua Medicaid tại vì em có bầu mà không có lợi tức. Thì em có khai là em có chồng không? Dạ có chồng mà. Có. Ok. Em ở tiểu bang nào? Em Medicaid không phải ở California không. Phải không? Dạ không, ở Michigan. Ở Michigan hả? Dạ. Ha. Tôi á hành nghề ở California. Thành ra đó, tôi không dám, ở Michigan đó, nhiều khi nó có cái, tại vì em nói Medicaid đó, thì tôi biết ngay đó là cái loại bảo hiểm cho những cái người có lợi tức thấp, mà ở thường ở California nó gọi là Medi-Cal. Nếu mà em hưởng cái, tại vì tôi không rành ở cái coverage của Medicaid thì tôi chỉ khuyên em thế này, em hỏi cái người social worker đó, coi cái Medicaid đó, nó cover như thế nào. Nó có cover những cái chi phí trước khi mà em sinh con hay không, những chi phí khi em phải sinh con và những chi phí sau khi em sinh con. Ok? Thì nó cover, full cover luôn. Nếu nó full cover đó thì có thể là em không cần thiết để mà chồng em phải mua bảo hiểm thêm riêng ra. Ok. Yeah. Nhưng mà với điều kiện là nó have full coverage. Tuy nhiên đó, tôi nói với lại một cái phải đắn đo là bởi vì đó em ở Michigan. Mà tôi thì tôi có thể cho em biết rõ về luật, chẳng hạn ở tiểu bang California. Nhưng mà Michigan thì tôi không có license ở đó, thành ra tôi không có dám quyết đoán được. Ha? Yeah. Ok. Dạ, cảm ơn em gọi vào. Nha. Yeah. Yeah. Cảm ơn luật sư. Không có chi em. Dạ, yeah. Thank you. Chào luật sư. Dạ, yeah. Chào em. Quý vị có thể gọi vào đài qua cái số điện thoại màn ảnh của đài là 714-893-3264. Thì chúng tôi sẽ từng tự trả lời câu hỏi của quý vị. Trong lúc chờ quý vị gọi vào đó, hồi nãy tôi mới nói về vấn đề 401k. Thì cái 401k đó, nó gọi là pre-tax pension plan. Tức là cái số tiền mình bỏ vô 401k đó thì nó chưa có đóng thuế. Do đó đó, khi mình rút ra đó thì mình sẽ bị đóng thuế. Và mình có thể rút ra tất cả một lúc hay là mình có thể rút ra từ từ. Và nếu mà rút ra từ từ thì như hồi nãy một cái thính giả trước có nói đó, thì theo cái plan đó họ có thể họ sẽ giữ 20% để đóng thuế. Đương nhiên đó là họ chỉ giữ lại thôi. Thì theo cuối năm nếu mà lợi tức mình thấp thì mình có thể sẽ được trả những số tiền họ giữ lại. Còn nếu mà lợi tức mình cao thì có thể mình sẽ phải đóng thêm thuế. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ thưa, chào luật sư. Dạ xin chào cô. Dạ thưa luật sư, có một câu hỏi là thí dụ như tôi muốn làm cái là mình để lại di chúc á. À. Dạ bây giờ viết tay có được không ạ?
Bà viết tay thì được. Bà ở tiểu bang nào vậy? Dạ, ở Cali. Ok. Cái di chúc viết tay á, nó gọi là holographic will, holographic will. Cái viết tay đó là bà phải viết tay từ đầu cho đến cuối nhé, và sau đó bà ký tên. Chỉ có cái đó khi bà viết tay đó thì nó rất là nguy hiểm. Tại sao vậy? Bởi vì khi bà viết tay đó thì nó dễ dàng nó có thể mạo nhận, và nó những dễ dàng nó có thể bị contested, tức là bị đưa ra tòa, là bởi vì đó họ có thể nói rằng đó là cái thứ nhất có nhiều, thứ nhất là cái hình thức của nó có thể không phải là cái bà đã qua đời rồi, thì họ có thể ô cái này đâu không phải của bà gì viết đâu, người nào khác viết, nhái chữ của bà viết chứ không phải là cái chữ viết của bà, thì cũng không ai, lúc đó bà chết rồi bà đâu có ngồi dậy bà để bà xác nhận đây là chữ viết của tôi được. Thứ hai nữa đó là những cái hình thức á, thì thường trong những cái di chúc đó nó phải có những một số những cái điều khoản cần thiết để mà cái di chúc có thể có hiệu lực. Thành ra khi bà viết tay như vậy đó, nhiều khi bà không có nắm vững về luật về di chúc thì có thể nó sẽ làm cho cái di chúc của bà không có hiệu lực khi mà phải đưa ra thêm vào nữa đó. Những cái di chúc cho dù là viết tay hay là được đánh máy hay là ngay cả văn phòng luật sư có làm đi chăng nữa đều phải qua thủ tục probate, nếu cái tài sản bà để lại đó là bất động sản hay là cái số tài sản bà để lại đó nhiều hơn 150.000. Ok, thành ra đó tôi không có khuyên, có trả lời câu hỏi bà yes, bà có thể viết tay, và nếu bà viết tay bà phải viết tay từ đầu tới cuối, và nếu bà viết tay đó thì cái di chúc của bà đó là nên bằng tiếng Anh, tại vì nếu bằng tiếng Việt đó thì nó lại có nhiều vấn đề khác nữa về vấn đề dịch thuật nhé. Dạ vâng. Dạ Dạ, cảm ơn luật không có sư. chi bà. Dạ, Dạ. chào bà. Quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Về cái di chúc á, thì thường thường nó sẽ có hai loại, là một loại viết tay nó gọi là holographic will. Cái loại thứ hai đó thì là cái di chúc thông thường. Thì cái di chúc thông thường đó nó đòi hỏi đó là phải có hai người chứng. Hai người chứng đó là phải trên 18 tuổi, không có phải liên hệ với là cái người để cái tài sản lại và không có cái quyền lợi gì trong cái tài sản của cái người mà làm di chúc. Tức là nó gọi là hai người chứng, nó gọi là phải là impartial witness đó. Và thường thường trong cái di chúc đó, hồi nãy tôi mới nói là cần có những điều khoản cần thiết, là điều thứ nhất là cái di chúc phải nói rằng cái người mà viết cái di chúc đó đó họ có đầy đủ sức khỏe về trí nhớ, về tinh thần, họ cũng không bị áp lực với ai khi họ làm cái di chúc này, và nếu họ có những di chúc mà trước đó họ có thì họ hủy di chúc đó, đây là cái di chúc cuối cùng của họ. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong di chúc đó đó họ phải bổ nhiệm một cái người có thể đứng ra để thi hành cái di chúc đó, nó gọi là executor, và những cái quyền hạn của cái người đứng ra để thi hành cái di chúc đó. Thứ ba, họ phải nói đến là họ những có những cái tài sản gì, những tài sản mà họ làm chủ, hoặc là bank account thì có tên nhà bang, địa chỉ, bank account number, tài sản gì họ phải liệt kê ra. Cuối cùng thì không phải cuối cùng mà kế tiếp đó thì họ phải nói rằng là những cái người mà họ cho đó là ai, liên hệ như thế nào của họ, và nếu trong trường hợp họ có những người thân mà họ không muốn cho thì họ cũng phải nói ra là những người nào họ thân, chẳng hạn như là con cái gì của họ, có người họ cho, có người không cho, thì những người mà không cho họ phải nói ra là họ không cho cái người đó. Chứ nếu không đó thì cái người mà thân đó họ có thể tranh tụng ở tòa dưới cái lý thuyết nó gọi là omitted heir. Omitted heir tức là họ là cái người có thể được thừa hưởng, nhưng mà cái người viết thư này á, cái người viết cái di chúc này đó nhiều khi khi viết quên đi, không có để ý, chứ không có ý định là không cho họ hưởng. Thành ra đó, vì vậy nếu mình không có cho ai mà cái người đó là người thân của mình thì mình phải nói rõ là mình không cho người đó. Và cuối cùng đó là đó những cái họ mình phải nói rằng đó những cái người nào
mà mình không muốn cho là mình phải nói là mình không muốn cho. Và một cái điều khoản nữa mình cũng phải nói ra là những cái người mà mình muốn bổ nhiệm để đứng ra để mà thi hành cái di chúc của mình đó, executor đó, có thể là nếu mà họ là cái người đáng tin tưởng thì họ không cần phải đóng bond. Bond là một hình thức bảo hiểm mà thường thường nếu mình không nói là tòa nó sẽ bắt cái người executor phải đóng cái số tiền bảo hiểm đó, cái bond đó. Thì đó là những điều khoản tối thiểu mình phải có trong cái di chúc. Thành ra đó là vì vậy mà hồi nãy cái thính giả trước có nói đến có những điều khoản gì đó mà bà đòi viết, tự tay viết đó, thì tôi rất là ngần ngại khi mà tôi nói bà, ồ bà có thể viết được. Là vì do những lý do tôi vừa mới nói là tri di chúc nó phải có những cái điều khoản đó để hy vọng nó có thể tránh nó bị tranh tụng về sau này. Tại vì một khi mình qua đời rồi đó, thì mình đâu có mà ngồi dậy được để mình nói ồ đây là ý của mình, dần dần. Thì nó dễ bị tranh tụng lắm. Ok. Thì đến đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Quý vị còn giữ đến đường dây điện thoại, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.